Hôm nay mình học bài 7, bài nói là idi isoso một tasmita. Vì tôi có việc cho nên là không đến được. Cái mục tiêu của bài học này á, đó là mình có thể định cái thời gian để hứa mình hẹn, hay là có cuộc hẹn nào đó mình đặt định một cái thời gian hẹn. Cái kỹ năng thì mình sẽ có thể nói cái lý do, giải thích cái lý do. Lý do tại sao mình đánh bụng hay là lý do gì đó mình phải giải thích, đúng không? Mình mà không giải thích là có nhiều cái nó hơi căng thẳng đó, mình phải giải thích. Giải thích rồi, nhưng mà trước khi giải thích đó, mình là sa qua hata haki. Sa qua rất là quan trọng, từ này rất là quan trọng các bạn. Từ này là từ xin lỗi, đúng không? Mình phải có cái sự xin lỗi trước rồi giải thích, cho bây giờ chưa giải thích mà giải thích nhiều quá thì không được đâu. Mình có chuyện xa qua, mình biết lỗi là mình phải giải thích, mình phải xin lỗi liền. Và mình học cái ngữ pháp đó là động từ tính từ gồm a ơ sờ vì thôi, này rất là dễ. Và động từ chi một tha tà một tung tung sao, đúng không? Nói về không thể, cấu trúc không thể. Và cái bài tập thì mình có thể định cái cuộc hẹn cùng với bạn, và có thể viết email. Hiện tại thầy đang viết một cái, các bạn thấy trong này thì thầy đang viết một cái này nè, các bạn thấy không? Thầy đang đăng ký viết một email, thấy không? Đó, rất là nhiều dài, đúng không? Chắc là thầy viết được nhiều, viết được vài trang như vậy để mà thầy nộp. Viết cái tại sao nộp như vậy thì thầy chia sẻ sau. Rồi mình sẽ có những từ vựng, có những từ vựng và những cái biểu hiện, đúng không? Liên quan đến những từ vựng liên quan đến cuộc hẹn. Cho nên cái bài này là cái bài rất, thầy theo thầy nghĩ là rất là quan trọng. Nói chung là bài nào cũng quan trọng, nhưng cái bài này nó khá là quan trọng các bạn. Vì để mình xây dựng cái mối quan hệ tốt đẹp nhất thì mình phải có những cái cuộc hẹn. Có thể cuộc hẹn đi chơi, có thể là cuộc hẹn đi ăn, nó rất là quan trọng. Mà hai người mà muốn hiểu nhau á, thì cũng phải có những cái cuộc hẹn, đúng không? Cuộc hẹn có thể đi xem phim với nhau, đi ăn với nhau thì mới xây dựng dựng được nhiều thứ, đúng không? Xây dựng tình cảm hay là trong công ăn việc làm cũng vậy, nó rất là cần các bạn, rất là cần, cực kỳ cần. Cho nên là các bạn học bài này thì sẽ xây dựng cho mình một cái cuộc hẹn gì đó ha. Rồi. Vâng. Bây giờ thì mình sẽ có những từ vựng này như thế này ha. Những cái từ này thì dễ rồi, đúng không? Ví dụ mùa xuân đi đi nên có khách thầy ở đây có chuyện gì thì vậy là chắc đang đợi, đúng không? Chắc đợi hẹn rồi. Giờ đây buồn nên giác xúc chạy chiếc chơi ở các bạn có hay giữ giữ đúng cái cuộc hẹn không? Giữ đúng lời không? Giữ đúng không? Mình hẹn là người ta 7 giờ thì mình có giữ đúng không? Thì bây giờ có những từ vựng này các bạn. Thứ nhất là từ giác số kế nứt tà, đây là trễ hẹn hay lỡ hẹn, đúng không? Trễ hẹn, nứt tà là trễ, đúng không? Giác số kế bà cu tà, đổi hẹn, đổi cuộc hẹn. Giác số kế ơ kỳ tà, cái này đúng là lỡ hẹn ha, cái này là ơ kỳ tà, ở lỡ hẹn. Giác số kế y chơ bờ đi tà, này quên, quên cuộc hẹn. Quên. Giác số kế chích khi ta, đây là đúng là giữ giữ cuộc hẹn, giữ cuộc hẹn. Giác số kế chi số hà ta, chi số là hủy hẹn. Giác số kế hà ta là hẹn, đúng không? Hứa hẹn là gì đó, họ họ là có một cuộc gặp gì đó ha. Rồi mình cái từ vựng thì mình sẽ đưa vào những cái từ này nha. Tâm quá quanh cây ít nên có sế cô đưa xeo, hãy chọn cái câu quan hệ với cái từ sau, đúng không? Bây giờ từ này huê xích hoan dân huê anh sông huê sang il party, thì tất cả những cái này á thì đang nói về gì? Thì nói thứ nhất là huê xích là gì các bạn? Liên hoan công ty, đúng không? Hoan dân huê là tiệc chào đón, chào đón thành viên gì đó ha, hay là công ty mới nhận người mới thì họ có tiệc chào đón nữa ha, hay là ở trong trường hay đâu đó. Rồi hoan xuân huê, cái này là tiệc chia tay,
kiểu chia tay, ví dụ ai đi đến chỗ khác làm hay gì đó, hay là đi quân đội gì đó, hay là đi nhập ngũ gì đó thì tiệc chia tay. Sang in party, tiệc sinh nhật, thì tất cả cái này thì theo những các bạn mình chọn con số mấy hợp lý các bạn? Câu 3 Câu 3 chọn hợp mạng. lý. Câu 3 hợp lý. Ok, câu số 3 mô in, là hộp hội họp đúng không? Nhóm lại họp lại. Còn cái đề hay là gì các bạn? Hay Cuộc họp. là cuộc họp, nó khác đúng không? Cuộc họp với công ty hay cuộc họp gì đúng không? Công nhân là công Công chiếu. công chiếu công diễn đúng rồi, công chiếu công nhân chân kia Trận đấu. trận đấu đúng không? Đúng rồi, rất là nhiều. Bạn Hiếu không biết là bạn Hiếu đang làm gì, không thấy bật hình. Rồi thật bật là rồi học nha, đừng ngô quên nha. Rồi anh Martin gọi xin cô la sợ muốn trang ấy quản sân hà sèo, hãy hoàn thành câu, chọn chọn cái từ đúng, hoàn thành câu, tất cả những từ này nha. Xin mời một bạn làm thử câu này nha. Thầy là mời một bạn, bạn nhường đi ha, bạn nhường làm hai câu đầu. Khất mô đi nạ yô, mồ mơ đi tố, apayo, thì mình chọn cái câu nào? Từ nào nói từ gì đâu? Bạn vừa ngủ rồi, ok. Thì mời một bạn khác. Bạn Trang đúng không? Bạn Trang, đúng rồi, bạn Trang. Nhưng mà bạn Trang có thể bật mic. Câu này mình ghi bốn từ nói này, mình sẽ chọn từ nói nào đây? Bạn Trang, rồi vẫn không được rồi, thôi bạn nhị. Rồi câu một mình làm sao đây? Khúc mua đi nại rồi, tôi chạy nước Quân Muruna yo, Kuriko Morito bên chợ chọn là cứ đi, Apayo. cứ đi cô. Tôi chỉ mũi đó, nó mũi chảy mũi rồi bị đau đầu nữa, triệu chứng gì? Là bị cảm đó, bị cảm đó. Rồi câu số 2 mình làm câu số mấy? Chân năm xích năm gấp. Kure Chan ôm si kế cần cao nghệ ảnh cho ai rồi. Cái thức ăn mà thức ăn lạnh đúng không? Thì không có tốt cho sức khỏe. Vì vậy á, đừng có ăn nhiều, ăn ít thôi, ăn nhiều không được. Nhưng mà có một số bạn nói, ô thầy ơi, bên hàng này họ ăn bị lạnh thì sao? Nên nên miên đúng không? Bị lạnh thì sao? Thì các bạn sẽ trả lời sao giờ? Thì thường ăn mì lạnh là do ăn thịt nướng trước đó. Ăn thịt nướng rồi mới ăn thịt ăn này đó. Thì cũng có ăn mì lạnh còn bữa đó nóng quá, tùy theo cái, không phải ngày nào họ cũng ăn ha. Rồi tiếp tục. Chi su nấn pizza để cho a heo, min ho nấn pizza để ăn cho heo, thì mình chọn câu là Hachiman. Hachiman đúng rồi. Bạn Dương nhờ lên tiếng là Hachiman. Bạn Jisoo là thích ăn pizza. Nhưng mà bạn Minho là không thích ăn pizza. Là thích ăn món món khác đó, chicken hay gì đó ha. Rồi có bạn Dương làm câu 4 làm sao? Cho nên Hàn Quốc hay sai chi Chicago ship thôi. Hàn Quốc rế cũng bu hiệu. Rồi làm cho bạn nhị làm luôn đi. Đây là từ cuối đúng Dạ, Veronica. Thầy rồi. ơi, nhưng mà cho em hỏi là thường em coi trên mạng á là nói là Veronica có nghĩa là thầy lôi cái người nghe theo cái ý kiến của mình đúng không thầy? Có nghĩa là cái câu mà mình muốn người khác nghe theo ý kiến của mình thì đó là một cái lý do hay nó sẽ dùng là Veronica hơn là Curaçao thầy. Tại vì hai từ nó cũng là bởi vì vậy. Vậy cũng vậy, cũng được, em cứ nghĩ vậy cũng được, em có gọi là có nghiên cứu giỏi, lôi kéo, nói chung về nguyên nhân rồi đó ha. Thì trong cái trường hợp này thì mình dịch cũng đơn giản đúng không? Tôi á, tôi muốn
làm việc ở tại công ty Hàn Quốc. Chính vì vậy cho nên là tôi học tiếng Hàn. Chính vì vậy mình có thể dịch là chính vì vậy đúng không? Như vậy hoặc vì thế mà đấy. Vì thế mà tôi học tiếng Đúng, Hàn. vì thế đấy. Cũng đơn giản thôi. Còn mình muốn chuyên sâu nữa thì mình nghiên cứu thêm chút nữa. Nhưng mà nếu ví dụ như ở cái câu 4 á, mình dùng coreso được không thầy? Tại vì hai từ nó cũng ná ná nha. Hai từ này nó ná nhau đó. Nhưng mà cái từ Kudeser này á, thì nó một lần khẳng định luôn, khẳng định một cách chắc chắn chắn là nó khẳng định nhiều hơn, có nghĩa là nó tóm lại, có nghĩa là cái này ăn, cái thức ăn này là nó lạnh, cho nên đừng ăn nhiều, chính vì là vì thế. Còn nó khẳng định nhiều hơn, còn Kuronika thì cũng cũng vừa thôi ha. Nhưng mà em nhị cứ nghiên cứu thêm, để thầy coi lại cái này là có lôi kéo không, để thầy xem lại ha. Vâng, cảm ơn em nhị và các bạn. Thì mình đến với phần tiếp theo nha, để thầy kiếm tài liệu và thầy gửi cho các bạn về phần phân biệt Kuroser và Kuronika một xíu ha. Thầy sẽ coi lại tài liệu và thầy sẽ đưa cho các bạn phân biệt rõ hơn. Rồi, giống như cái từ, có một số từ tiếng Hàn cũng vậy, có từ mà ví dụ từ chờ này, từ từ này, từ chờ nhẹ chờ nặng đúng không, thì mình phân biệt thì nó hơi hơi khó đúng không. Nhưng mà mình phân biệt được là nó dễ như thế này các bạn. Ví dụ đây, từ chờ này á, là mình ví dụ mình đưa tờ giấy lên, mình kêu là chờ chờ là bình thường, là chờ chờ. Nhưng mà từ từ chờ nặng này cái mình phải do có âm âm gió đó, nó chờ, nó ra cái âm gió đó, thì mình nghĩ đó là cái chờ nặng đó, cho nên đó là một cách phân biệt giữa từ chờ này chờ chờ này đó, cho nên là từ nhẹ đúng không, chờ 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 chờ. Nhưng mà cái từ từ này thì mình phải phát ra gió thì chờ chờ đó. Thì còn cho nên mình phân biệt chút. Còn còn cái mấy cái cấu trúc này thì để thầy coi lại rõ ràng hơn, để thầy phân biệt cho bạn nhị nha. Ok, mình đến tiếp câu số này ha. Xin mời hai bạn sẽ đọc cái phần này. Xin mời bạn bạn Dưỡng đúng không? Bạn Dưỡng, đừng có chạy đâu, lại đọc bằng Minsu nha. Rồi bạn bạn nào? Bạn Định. Xin mời anh Định sẽ đọc danh hô, đọc to rõ ràng hai cái nhân vật này nha. Xin mời, bắt Đúng đầu. đấy. Đồng hồ gì? Ở chế huy sĩ kê về ăn bắt sổ. Anh Định bật mic lên mới được. Bật mic lên anh Định ơi. Đi đi ít sơ sơ một cá sở. Ngu sinh. Iri. Ở sắc sổ. Asoyo. Hermione sang Sini sơ sơ tại chỗ từng học cô từ nhớ cơn một cơ sơ yếu À, Krakunyo, Tamchu, Kumoin, Re, Sirip, Sawan, Hwanyong, Hei, Ka, Itnin, Ko, Arayo. cứ đây rồi cứ tên lên cốt can cơ cơ yếu. Rồi, cảm ơn các bạn đọc rất là tốt. Dân hô si, bạn Dân hô hôm qua, tại sao hôm qua thì đã không đến đúng không? Tại sao hôm qua không đến? Tại sao hôm qua hơi xích đúng không? Buổi ăn liên hoan công ty, hôm qua ăn liên hoan công ty, tại sao bạn không đến đúng không? Vì có việc cho nên là không thể đến. Cái bạn này nó là có việc gì vậy? Thì bạn này nó là sinh nhật của mẹ tôi đúng không? Sen, người ta dùng là sen in, nhưng mà khi mà lớn tuổi gọi là sen xin đúng không? Sen xin, Mừng cậu. vì sinh nhật của mẹ cho nên là cùng với gia đình ăn tối cùng gia đình, cho nên đến không được. Vậy à, cứ đấy còn nhờ.
Tâm chu cũng vui đề à, thứ 6 tuần sau á, à, sẽ có xin nếp là mới, các bạn nhân viên mới à, sẽ có tiệc à, gọi là tiệc à, chào đón nhân viên mới ha. Hân dân hè à, có tiệc à, chào đón nhân viên mới, bạn có biết không? À vậy à, cứ làm nhỏ à, tôi biết cứ lâm nhỏ cứ tên nên có cải cơ dẻo à, lúc à, khi đó tôi sẽ nhất định đến ha. Cứ đơm nhỏ à, cái này là à, bạn có biết không, bạn có biết là tuần sau thứ sáu tuần sau có cái tiệc đó không? Thì, à, cứ đơm nhỏ, nếu vậy cũng được ha, cứ đơm nhỏ à, cứ đơm nhỏ như vậy thì à, nhất định thì tôi sẽ đến. Dương hô xin ơn ở che hay xí kè quê một cách sẽ đó. Cái này dễ rồi đúng không à, tại vì sinh nhật của Amani đó, Amani sang si à, một cách sẹo đúng không? Hay là gì đó. À, xin nếp sau anh hoan nhân huệ ẩn chế ở à, cái này là à, tiệc tiệc à, chào đón nhân viên mới à, diễn ra vào à, khi nào? Thì mình thấy là ta tâm chu đúng không? Tâm chu à, câu này đúng không? Rất là dễ, tham chú à, cũng vô ý này. À, công ty thì thường có những tiệc sinh nhật hay là tiệc 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 công ty đó, hoặc tiệc sinh nhật ở gia đình thôi à, à, rất là thích ha. Rồi bây giờ mình sẽ đến với một cái cấu trúc cấu trúc này, động từ hay là tính từ đi với a o s à, thì cấu trúc này là à, cái nguyên nhân kết quả đúng không? À, thì cái nghĩa chính nó là vì thôi, cũng đơn giản là vì thôi. À, nguyên nhân là ví dụ cái này là nguyên nhân này thì nó dẫn đến này, ví dụ là vì vì à, kẹt xe ha, hay là tắc nghẽn giao thông, hay là kẹt đường, hay là kẹt tắc nghẽn giao thông đi ha, à, này gọi là kẹt xe à, cho nên là tôi đã đến muộn à, đến muộn à, nhưng mà các bạn à, khi mà các bạn lỡ mà à, kẹt kẹt xe như vậy mà đến muộn thì trước đó các bạn phải gọi điện trước nha các bạn à, ví dụ mình hẹn 8 giờ mà bây giờ 8 giờ mà bây 7 giờ 50 rồi mà dự kiến là 8 giờ 10 mới tới thì 7 giờ 50 các bạn lo gọi điện trước à. Bây giờ đi rồi, tôi đi từ 7 giờ rồi mà bây giờ nó vẫn còn kẹt đúng không, thì mình phải gọi trước nha các bạn à, à, cái cấu trúc này là vì nguyên nhân kết quả đó, thì a o a với o á, thì nó sẽ đi với a s, ví dụ như chốt thà thì nó đây là chỗ a s, còn o u ư i thì nó cộng với là o s, ví dụ chữ mất tà thì nó ra là mơ cơ s, còn ha tà nó ra là he s, un tông ha tà thì ra un tông he s à, dễ không? Những cấu trúc này là những cấu trúc rất là đơn giản. Rồi ví dụ như những cái cấu trúc này nha, y đi nợ mua mà na yo cứ đề số pi con heo, bây giờ người ta bỏ chữ cứ đề số mà người ta bỏ bỏ chữ à, từ vô này luôn, cho nên là người ta ghi lại là y đi nợ mua mà na so pi con heo đúng không, rất là dễ, người ta chỉ à, ghép lại à, ghép lại này bỏ chữ vô và bỏ chữ cứ đề thôi à, còn những từ lại còn lại. Ví dụ thầy làm thử nha, Morika apa à, thì bỏ này apa à, số và cưới một coi hoặc là chân số à, hết số à, bỏ cái này nè, hết số số ba nghĩ kẻ kết theo à, ví dụ là vì dọn dẹp cho nên là à, phòng là sạch sẽ à, vì vì đau đầu cho nên là uống thuốc ha. Nun ni wasayo cứ để sau kia đi mikuro woyo vì à, bỏ này đi wasa đúng không, wasa vì tuyết rơi cho nên là đường trơn à, bà pê mà ni mokosayo hay là mokoso mokoso đúng không, à, bê ca vì ăn nhiều, vì đã ăn nhiều cái okay. À, vì đã ăn nhiều cơm cho nên là no đúng không? Rồi
Thầy tại sao thầy làm nhanh? Tại vì chút nữa thầy mời một số bạn làm cho thầy, cho nên là mình học nhanh cái này để chút nữa các bạn tự làm cho thầy nha. Rồi ví dụ từ này là che cưới mà ni nó xèo thì người ta đưa này ca bang ý mù cơ à, thì người ta đưa ra là che cưới mà ni nó xèo ca bang ý mù cơ vì à, vì bị bỏ nhiều sách đúng không, bỏ nhiều sách à, cho nên là cặp hơi nặng à, à, ví dụ xin mời một bạn khác làm à, mấy chỗ nãy thầy thầy xin lỗi các bạn là nãy làm mấy chỗ này là chỉ dùng chữ qua sơ thôi ha, không có dùng quá quá khứ ha, qua sơ gì đó cũng được ha, mình đang dùng thời điểm hiện tại thì cũng được ha, qua sơ hay là mơ cơ sơ đúng không. Rồi bây giờ mình xin mời một bạn làm thử cái này nha, xin mời bạn bạn bạn, bạn không biết bạn Trang còn đó không? Bạn Trang có nói được không? Bạn Trang không nói được đúng không? Bạn Trang sử dụng iPad chắc là hệ thống nó bị lỗi kỹ thuật rồi. Đây xin mời một bạn khác. Xin mời bạn Trường đi ha. Bạn Trường. Bạn Trường là câu 2 làm sao đây? Dạ. Giác Giác xuất. Ok. sĩ. Giác xuất chân tô ca monosờ in trích chun ban hết sale. Đúng rồi vì cái nơi hẹn thì nó xa cho nên là phải đi sớm đúng không, phải xuất phát Vâng. à. Rồi câu 3 làm sao đây, Chin cu ca han cúc kê quá sơ sờ quá sơ sờ quá sợ à, quá sợ không được. chi hèn à, công hàng nghề mai trung rừng là các sở hữu Ừ, đúng rồi à, hắn có kêu quá sợ vì vì mình vì do phía sau nó đã có quá khứ rồi cho nên mình ba giữa cũng được ha à, vì bạn đến Hàn Quốc cho nên là tôi đi đâu ra sân tôi bay đến đúng không, sân bay để đón. à ra sân bay đón bạn đúng không, à, chữ ma chung là ra đón đúng không, đón à, tiếp đón ha. Rồi tiếp tục câu 4 làm sao, Nancy có Nasika Joaso Johangun Kako Ship Hoyo. à, vì thời tiết tốt cho nên là tôi muốn đi du lịch đúng không? Rồi, câu này làm sao đây? Chan Sik Gun Mani Bokoso Mokoso Pethani Nasoyo. À, chan âm xích là thức ăn Thức ăn lạnh. lạnh à, vì tôi ăn nhiều thức ăn lạnh đúng không? À, cho nên là tôi bị rối loạn Tiêu tiêu chảy. hóa đúng không? Hay là tiêu chảy đúng không? À, tiêu chảy Betari ăn mà nhiều thì nhiều thức ăn lạnh thì các bạn không biết là như thế nào nhưng mà Việt Nam mình mà ăn xoài vào mà uống nước đá rồi người hiểu nó ăn xoài mà uống nước đá là có nhiều người Hàn rồi đặt tại về là thích xoài ăn quá chừng mà thấy trời nóng nữa Việt Nam mình nóng uống vô thế là dễ bị bê thai lắm, vậy là phải cẩn thận à, rồi xin mời bạn Minh An đâu rồi, làm cho một vài câu thử cấu trúc vì này đi à, vì tôi bạn Minh An đâu rồi bạn Dạ vâng ạ. bạn à, vì tôi bận 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 cho nên là vì tôi bận là tôi có việc bận cho nên là tôi không thể về à, Việt Nam được nữa sao. Bà bà so bê thơ nà mê tô ra can su hợp so. À, về Việt Nam tôi ra tan su học sơ bạc ba sơ nở mu bạc ba sơ là hay sa y đi bạc ba sơ đúng không? Cho nên là về Việt Nam em một cây rồi. Bạn ghi bạn sử dụng một cây rồi nhé. À, cho bạn ghi là à, cái cấu trúc kia cũng được nhưng mà cái cấu trúc này nó dễ hơn đó. À, vì à, vì cái chuyện đó cho nên là vì à, là một câu đơn giản hơn ha.
vì xuất hiện vì xuất hiện người yêu hay ha, nói hoành tráng đây, vì xuất hiện người yêu cho nên dạo này hết tiền đó sao? Giờ chim ca sen cỏ xo vô chùm Tony Toro cho sờ. Do cho chinh gu hay là do chinh đúng không? Sen keo sò, vì dạo này có bạn gái cho nên là rất rất nhiều tiền rồi, không có tiền không dành dụm được đúng không? Tiền bị thất thoát Thì bị thất thoát. đúng không? Con toro cho sò, bạn dùng cái từ toro cho sò thì nó hơi hơi khó ha. Có thể dùng một từ nào hay hơn không? Ta sắp sờ Thả sát sale, thả sát sale. Tôi đã dùng hết tiền này là mấy mẹ mà biết được gọi là con bất hiếu á. Nó được, nó được. Có sai vừa thôi chứ đúng không? Thả sát. Nhưng mà gặp bằng 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 dưỡng là chắc là chắc nó sạch luôn hà. Ồ, thầy nói sao chứ em hơi bị tiết Vậy hả? Nên giờ bây giờ thầy thấy chưa kiệm có người yêu là cũng đúng. rồi ok, thầy nó đưa nha, nói chung là nó được. Em hơi bị kiểu ok. Cái cấu trúc này dễ rồi đúng không? Rồi mình đến với cấu trúc động từ cộng chi một ha tà. Cái này là không thể đúng không? Và cái, nếu mà dùng từ một thì mình sẽ nó nằm trước động từ ha. Ví dụ là Pika wa so sopongul ka chi một heo thì chi một hata này á, thì nó nằm sau động từ, còn cái từ một này á, thì nếu mà nó từ một á, thì nó nằm trước động từ, trước động từ, cho nên là hai cái này thì nghĩa nó giống nhau nhưng mà chỉ khác nhau đó là cái này nằm sau động từ nhưng mà cái này thì nằm sau động từ còn cái này thì nằm trước động từ, nó giống nhau đúng không, nhưng mà nó khác nhau với cái này xíu thôi, cái nghĩa thì giống nhau. Vì trời mưa cho nên là không thể đi Sopon, buồn quá không thể đi dạo đúng không? Sopon. Hôm nay đúng là trời hôm nay đúng là đáng tiếc, lại vì là trời mưa nhiều mà hoa anh đào thì nó cho nên cái sự sâu phun này nó cũng có nhiều nghĩa đúng không? Dã ngoại cũng có, mà đi dạo cũng có, đi hóng gió cũng có, đi du lịch cũng có. Cái sâu phun này cũng là từ đa nghĩa đúng không? Nó, cho nên là theo văn cảnh mình dịch ha. Vì trời mưa, cho nên là không thể, vì cái gì đó mà không thể, gì đó ha. Cấu trúc này rất là hay đúng không? Rồi. À, 그림을 보고 문장을 쓰세요. 그림을 보고, hãy nhìn tranh đúng không? Và viết câu thành câu đúng không? Ví dụ như là 연쇄가 없어서 집에 들어가지 못해요. Nhìn bức tranh. Thì vì không có chìa khóa cho nên là mình không thể vào nhà được, thì theo các bạn thì mình sẽ làm như thế nào câu này? Yonseka obsoso, mình chia lại là nó có từ một hata đúng không, thì chip thì chip Chia về gì từ các đầu bạn, một cây chip về mình bỏ chỗ này đúng không, nếu mà một chia lại câu chip về một tudokayo đúng rồi. Dễ đúng không? Computer가 고장 나서 email을 보내지 못해요. Thì nó là email을, thì đó là gì các bạn? Email을, một bộ nail đúng rồi, một một bone, bộ nail một bone đúng không? Một, ba chữ một nằm giữa này, nằm trước động từ đúng không? Nằm trước động từ. Email을 보내 một bone.
감기에 걸려서 출근을 하지 못해요. 출근을 못 해요. 나 맞아 나이 나 맞아 나이. 다리를 다쳐서 축구를 못 하지 못해요. 축구를 못 해요. 아, 됐네. 염려 너무. bạn này thì mình sẽ làm thử. 담배를 피우지 못합니다. không được hút thuốc đúng không? À, chỗ này thì không được hút thuốc. Tại đây là không được hút thuốc. Thì còn cái này là gì các bạn? Không được đậu xe thì sao? Thì nói sao? Đúng rồi, chú cha đúng không? Đúng rồi, chú cha một thế là chú chi một thế đúng không? Rồi cái này là gì? Điện thoại. Sao dùng hai chi một theo Đúng rồi, đúng rồi. Hiu tê chân hòa rư sa yông một thế hoặc là sa yông ha chi một thế này là chấm chụp gì đây? Chụp hình, chụp ảnh không? Thì là sa chi nấn sao chinh chị một thăm ni ta chi chi một thế hay là một thế chi sa sa chi nấn một chi coi đúng không? Này mấy cái này cũng dễ đúng không? Cái này là từ đô ta không được vào cái này đúng không? Cha tông cha nến từ đô ô chi một theo hay là một từ đô heo một từ đô vào cái này cũng vậy thôi đó cha chân cơ cha chân cơ nến từ đô ô chi một theo thì mình sử dụng cái cấu trúc này thôi. Rồi một thế cho nên là ở trong khu vực cấm vào thì nó gọi là không vào từ đơ cả chỉ một một thế này cũng dễ rồi đúng không? Xin mời một bạn đọc một cái bức thư một bức thư này khá là hay xin mời một bạn đọc thử nha. Xin mời bạn bạn nhường nữa rồi bạn nhường để giờ không thấy động Đây. đọc đây Kim Sumi son senim cơ son senim à nhong a seo cho nên hương im mì ta âm chú ấy in jo in tông an han han ku co su op pe kachimot ham mì ta nam pian ni yu karun bát ta so ca chốc qua hàm kế bệt thi nam mê khăn khom mì ta bộ mô nìm qua chín cu tư rưng mà nan su ít so so a chu khi pâm mì ta su ốp pê ca chi mốt hè so chê sông hàm mì ta krom bệt thi nam mê thà neo un mu e bê kết xì mì ta anh Rồi. Paro ship nhong và hi nó in kê hương ôn liền gửi cho gửi nó gửi cho giáo viên Kim Sumi. Xin chào cô, tôi là Hương. Tuần sau ha, tuần sau trong một tuần á thì không không thể đi đi học lớp tiếng Hàn được trong một tuần. Vì sao? trong nghỉ Vì kỳ nghỉ vì kỳ nghỉ chồng đúng không? Vì chồng tôi có kỳ nghỉ cho nên là chúng tôi sẽ về Việt Nam cùng với gia đình
chúng tôi sẽ có thể về Việt Nam thì có thể gặp bạn bè, gặp gia đình cho nên rất là vui. Vì không đi học được cho nên là tôi rất là xin lỗi. Nhưng mà nếu mà khi mà sau khi về Việt Nam qua lại thì tôi sẽ học đúng không? Sẽ xem nhưng mà mình có thể dịch là tôi sẽ đi học lại. Xin chào. Cái người này rất là lịch sự đúng không? Khi mà đi đâu cũng xin phép đúng không? Xin phép rất là lịch sự. Rất là sự. Cho nên các bạn mai mốt các bạn về Việt Nam các bạn nhắn tin như thầy này là được rồi à. Nên là như CEO gì đó nhắn tin bọc dọc như vậy rất là tốt đúng không, tập cho mình cái cách soạn thư. Nếu mà Thế đúng từ thì đầu liêm lấy gì hả? Olim, Olim là tiếng Việt Nam mình là gọi là kính kính gửi Olim. Nó có trong chữ lim này là nó về tiếng ấy nó là kính thư, bên Việt Nam mình là kính gửi hay là gọi là kính thư. Chữ kính thư này nó kính thư người có nghĩa là người này gửi đang gửi thư cho nên nghĩa nó là kính thư hả, hương kính thư hương. Rồi nếu mà đúng thì O mà X sai là X đúng không? Hương xin nên hôn cha Việt Nam mẹ cầm đi ta. Và Hương sẽ đi về Việt Nam một mình. Đó là S. X đúng rồi. Hương xin cả xin xin niềm kẻ xin email đi ta. Bạn Hương viết email gửi cho cô đúng không? Cho nên là mình chọn là Hương xin ơn tam chú ấy chú bé cá chi một thăm ni ta tam chú là không có đi học được cho nên là mình chọn đúng luôn đúng không, đúng 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 rồi. Rồi khi mà mình viết một cái lá thư gì đó thì mình sẽ thứ nhất đó, có 6 điều ở đây. Thứ nhất là cái người người bắt nên xa đàm, cái người nhận nè, ở dưới này là người gửi, cái người nhận ở đây, đây là người nhận đấy các bạn, đây là người nhận và đây là người gửi ha, nhớ người gửi ha. Check in xa đầu tiên là mình phải chào hỏi trước, mình phải chào hỏi giống như người này nó là senseni mà nhớ CEO cho nên hương nhìn người ta đó, mình phải ra cái một cái câu chào như vậy các bạn. Thầy thường viết về cho đại sứ quán Việt Nam tại đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đúng không? Thầy có viết cái thư, những cái thư mời đó thì phải kính gửi đại sứ quán đó. Thầy thích viết đó, thầy gửi ví dụ mình phải viết, mình phải chào rõ ràng như vậy chứ không không là không vào đời được. Mình phải vào rồi mình nói lý do, lý do tại sao mình viết, cái lý do đó là vì này 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 vì thế này đúng không, vì thế này đó về đó hoặc là tới đây luôn ha, đúng tới tới đây luôn đi ha, tới đây đúng không, tới đây lý do đúng không? Lý do mình biết còn lý do rồi sao nữa, lý do rồi cái mình viết câu chào cuối cùng, câu chào vậy là thầy thấy là đây là thân bài này, xin lỗi đây là mở bài này, đây là khu vực này là thân bài đúng không, đây là kết bài rồi sau đó ghi ngày tháng là sao. Rồi cái tiếng Hàn gọi là mở bài gọi là sơ rôn các bạn, sơ rôn sơ rôn sơ rôn là mở bài, thân bài là bôn lôn, bôn lôn bôn lôn là bôn lôn bôn lôn và kiên lôn là kết bài, kiên lôn kết luận có 3 phần như vậy. Đây là những cái phần viết viết thử cho nên các bạn cố gắng viết một lá thư gì đó cho thay vì mình viết cho cô giáo thì các bạn viết cho ví dụ một ông giám đốc đi, giám đốc để mình về Việt Nam trong vòng một 2 tuần để các bạn có thể viết dựa vào cái này bây giờ là gì đó sao chân niêm gì đó ha, sao chân niêm mà nha CEO cho nên gì đó tháng sau gì đó tôi sẽ
hay sa gì đó không có thể đi làm, hành tan tông án hay là y xuyên tông án hay sa é ca chi một thâm ni tài gì đó ha, cùng với vợ hay cùng với con người đó để về Việt Nam, vân vân thì mình cứ ghi lý do vào rồi sau đó mình vào với cùng ghi tên. Ghi như vậy thử nha, các bạn ghi thử nha, gửi cho thầy nha. Đây là cái phần nội dung của các bạn viết thư ha, viết về vào ghi có 6 phần rõ ràng nha. Thứ nhất là người nhận, thứ hai là cái câu chào đầu tiên, thứ ba là cái lý do mình viết email, tại sao mình nghĩ nghĩ gì đó mình gì đó mình viết ra, và mình cuối cùng chào cuối cùng rồi, rồi nói về ngày tháng, rồi cái tên người gửi. Cho nên là thầy hiện tại thầy thầy thì không có làm gì nhiều, nhưng mà có một số bạn nhờ thầy viết những cái thư thì thư thư mời á, cho nên là thầy dùng những cái nội dung này, các bạn thầy cũng dùng những nội dung này, thầy viết một trang như vậy. Mà thầy 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 khi mà thầy viết á, thì thầy sẽ đưa cái lý do vào đó, ví dụ như người này như người kia, cho nên là thầy đã viết thành công những cái lá thư mà nhiều người đại sứ quán phải khóc luôn các bạn, tại vì là thầy bỏ thêm mắm thêm muối thêm tiêu vào các bạn cười đó. Mình phải viết sau đó mình mời để cho nó ngọt ngào đó à. Thầy được ha. Cho nên là thật sự thì cái viết thư thì mình phải thêm vào những cái gì đó, thêm vào những cái lý do mà nó lý do cho nó chính đáng nha các bạn, lý do chính đáng các bạn viết. Và khi các bạn tập viết như vậy nhiều thì sau này các bạn viết thi mà các bạn viết thì rất là tốt. Vì hiện tại là trong cái trong tiếng Hàn của mình thì tập viết thì nó kêu mình viết 3 phần rõ ràng. Một phần là phần mở bài, là phần phần thân bài, phần kết luận. Thì 3 phần như vậy là mình phải chia sao đó đều đều. Thân bài thì mình viết 3 lý do. Cho nên có một số bạn sắp tới sẽ luyện thì topic cấp 2, gọi là topic 2 đó, thì thầy sẽ chỉ một cái cách viết đó là viết là mở bài, thân bài, thân bài mình làm 3 lý do, rồi cái mình cái bài tổng hợp lại kết lại. Thì đây là cái bài cái đề câu câu mà mình hay phải viết. Mà lúc hồi 2014 các bạn, thầy qua là Hàn Quốc, thầy học hệ ngôn ngữ, thì khi mà thầy đi thi topic thầy thầy sợ sợ gì, sợ phần viết các bạn. Viết thì thứ nhất là 50 phút Đó thì đứa bốn xuẩn câu. Bây giờ gần xong được không? ra Gần xong rồi. Rồi nó gần xong rồi. Rồi 4 câu như vậy, nhưng mà cái phần viết là một cái câu mà câu số 54 các bạn, mà viết tới 600 từ, câu số 54 mà viết 600 từ. Cho nên là lúc đó thầy rất là khó viết. Nhưng mà đúng là khi thầy học đến bây giờ các bạn, là bây giờ thầy hết sợ phần viết, tại vì nó có nhiều từ, cho nên các bạn mình học thời gian mình hiểu được nhiều, có nhiều cái từ ngữ trong và từ nhiều cái cấu trúc thì mình viết sẽ rất là dễ hơn ha. Rồi ở trong ngôn ngữ hình thể ha, tiếng Hàn nó có ngôn ngữ hình thể, đúng không? Ngôn ngữ hình thể là cái lời nói, hay một không phải là cái câu nói, cũng không phải là cái đoạn văn, nhưng mà đó là một cái động tác, đúng không, của bản thân. Ví dụ là đưa này này là dắt số keo, là hứa hẹn, đúng không, hai ngón út mà, hai ngón út mà hứa hứa. Rồi cái đưa này lên là che cô. Bạn là những người rất là giỏi, bạn là tuyệt vời nhất, bạn là nhất, bạn rất là giỏi, che cô. Rồi ở đây Ichokuro Oseo, cái này cũng giống như Việt Nam mình đó. Ichokuro đây đâu, còn thầy thích cái này, này là tay này nhất các bạn, thầy thích tay này nhất, tay này là Sarang Heyo, đúng không, Sarang Heyo. Thầy có được cái là thầy có 3 cháu, cho nên là khi mà buổi tối thì đi ngủ, trước khi đi ngủ thì thường là hay chuyện là thường là các con hôn nhau đó, rất là dễ thương các bạn. Cho nên là các bạn cố gắng ha.
Cố gắng chữa rồi những cái hình thể này, cái hình này là kibuni kibuni choayo kipoyo, còn cái uu này là thấy là uyo không có u là u sâu đó, simpoyo himtoroyo, còn cái này tang hăng suroyo, cho nên các bạn khi mà các bạn nhận được tin nhắn là dù cái này là các bạn biết là cái người này đang vui, còn hai chữ uu này đó rồi hết rồi, thế là hai cái người này đang buồn, còn cái này thì đang không biết tình hình gì đúng không, nên là đây là những cái biểu hiện rất là hay ha, hình thể rồi tắt cái